phố Ông Đồ rồi, bây giờ đi chơi ha. Hết quá hả? Ừ. Mình đi thì nó phải dơ thôi, mà dơ xong rồi mình sẽ giặt đó. Mẹ chỉ con là bữa nay đi chơi dữ dội luôn ha. Phở 24 luôn. Mua đôi dài, không muốn làm dơ cái hộp buồn. Nè, thì ấm chú heo hả? Rồi, ôm chú heo. Mai không có miếng lá nữa. Mai vàng không có một lá. Mai giả đâu, cục cứt đâu đi giữa nè, đi giữa đi cái mặt sệ kìa. Rồi hết sệ nha, đứng đây đi. Tay con bị sao mà mẹ thấy con cứ gờ cái tay hoài vậy. Hello, đi phố Ông Đồ chơi.
không? Quán anh cái kia hả? Đừng, cái đó đâu phải học tóc đâu. Thầy con chỉ nhìn thôi mà. Mấy cái hộp bầu hồng lô. Bầu hồng lô. Kìa. Dễ chăng nè. Thôi đi qua đây trước đi, xong rồi lát vô đó sao. Bớt méo. Mẹ không có mang theo dầu mù u rồi. Có dầu mù u không cả ở đâu chừng. Về nhà rồi sốt. Hôm nay về nhà con đau. Phỏng thì phải sốt vô để cho nó không có bị đó. Hồi nhỏ cái đồ xịt bong bóng đó là cái chữ rồi. Chữ lên bao lì xì rẻ hoa mai rồi lên đẹp hơn. Trời ơi, đồ chơi mà con thích đó là cái đồ xì bóng bóng với lại cái thơm đó. Cái con này là chị Thơ Nguyễn nói hai đứa có hai đứa hai đứa hai đứa rồi chó không không có đồ hoài. Đó đi phố không rồi. Trời ơi đấy. Chị là chủ thôi chị. À, đâu có làm đâu. Có mặt sệ đúng không? Phải không? Hai cái gì? Chưa cái gì? Nó kêu cái gì? Hồn. Hồn. Là con chó Phúc. Chị Thông Nguyễn có. Và con có người ta đặt. Và cái con đó chị Thơ Nguyễn đặt tên là Bức tranh nhẹ. Gắn hoa. Gắn hoa đất sét. Hello weekend. Tháng 9 nữa, tháng 9 còn nó còn mà ông đồ mặc đồ. Đồ. Cái chân của còn đâu chút xíu còn cái này. Không có biết giữ gìn gì hết trơn. Cái đau đớn cơ thể vào đây. Không lấy chụp, xin cảm ơn. Cái đó là móc khóa. Thì con biết chứ bộ. Con biết cái móc khóa đó hình Doraemon thôi. Ủa ở đây bán móc khóa không anh ta? À chưa tới khu vực kia.
đu bó, đu bó. Chân hả? Chân. Cũng không đau chút xíu. Đây bán quần áo nữa nè. Giày dép nữa nè ý. Nãy mình không biết đây bán 99k. Đây cái đó mà. Đây giày quần thương mại em mới mang. Cũng may tìm được đôi cho con. Đi biết bao nhiêu tiệm mới tìm được đôi đó. Đúng rồi. Sai nhỏ khó đi hết đau rồi, hết đau rồi. Có mà không chịu mang từ đầu tới giờ. Giới Hàn Quốc 15-13 đồng 1, xả hàng đồng giá 50k, 3 món 50k, 1 món 20k nè. Có một tóc nè, nè có một tóc nè. Thôi lấy một cái đồ mềm tóc thôi, đồ mềm tóc thôi. Ê đừng. Bữa nó chạy hả? Rồi. Bữa đâu em bé này. Đẩy hay gì đó. Đèn có trái không? Cái này trái nè, cái đó là không có trái, cái đó nó đặc. Cái này mới trái. À, 20.000. 20.000. Trái nè. Đó, nó lựa đồ bọc tóc. Trời ơi, túi tao luôn. Đúng là đẹp, nhiều như bán được lắm á. Cái 20.000 nè. À. Nó làm à, cái giống như cái móc khóa vậy đó. Bỏ vô nhí nhí. Giống lúc thứ bê. Có nhiều bán nữa, bỏ. 20k món. Hả? Rồi đây. Trời ơi. Cái này nhiêu? 30. Cái này tới 30. Đẹp quá.
đâu lấy 3 món hả? Lấy mấy món rồi? Trời ơi, lấy bông hoa gì mà bự dình vậy con? Trời ơi, lấy cái này nữa, lựa cái này. Lớp này để dép. Còn cái này. Cái này bán nhiêu chú? 30. Bốc nè đó 30. Hai cái này thứ mà. Hai cái này thứ. Trong này con nấu ăn được. Có nấu này thôi hả? Món này chịu thôi hả? Chị ưng nào? Ưng món nào đó? Ý bên đây có nữa nè, ý có. Bớt thì 30k. Đó ra chắc lắm á. Chắc như là giải thổ cẩm. Giả dạng thổ cẩm. Có điện thoại đừng giúp đỡ. Dạ. 30k quá rẻ. Đây sao bây giờ không? Giờ xả hàng. Xả hàng. Còn mấy cái hết rồi. Chồng có ngăn kéo đó. Dạ. Yeah. Cái này không có phải là hỗn cẩm đâu, cái này nó là thiêu máy thiêu. Đâu đâu cái nào lửa cái nào. Ừ. À nãy giờ quay phim đó hả? Dạ. Sao mấy ổng có gì ta? Rồi ba. Ba món nè, ba món 50 hả? Đắt quá hơn. Chí chéo vậy hả? Chéo hả? Thời gian. Đẹp lắm chứ. Rồi ba món ăn ra. Rồi cho em bé. Rồi xong ha. Quá trời lửa chiếu chiếu không đi qua mặt rồi. Người ta phải lửa kỹ càng. Lửa kỹ càng á. Lửa mấy chục phút rồi đó. Con xì quần nguyên cái đống đó luôn. Con nhồi đi, con nhồi lại, nhồi đi, nhồi lại mới thấy ba. Bán vài cho thuê ha đồ. Bán rồi cho thuê đồ chụp hình. Thôi bây giờ kiếm chỗ nào ăn. Ăn xong rồi đi tiếp ha. Ôi không không, ở đây là chỗ gửi xe. Đi lên hết rồi. Ôi qua video mới đi. Video mới ha. Trời ơi. Thôi, 3 món rồi, 50k rồi đó. Đẹp quá hả? Đông đúc ghê. Cái này là 50k. Trầm hương hả? À? Nghệ thuật cẩn gỗ, tranh gỗ hả? À? Tại con muốn đổi một món. Đổi một món. Đổi được mà. Con muốn đổi một món thì đổi. Thôi cái này đau đầu đó. Đau đầu đó. Cái đó không đau đầu đó. Thôi được rồi con. Con muốn đổi. Đổi cái nào? Đổi cái nào thì lấy ra đổi. Ờ. Cái nào? Ba món 50 hả chú? Ờ, ba món 50. Cái này kèm một bé.
ôi cái này nhìn nè nó dơ như vậy rồi sao mà được. Vô đây. Thôi thôi. Đây có quần áo nè. Giày dép. Mình đã mua rồi phải biết mình qua đây mua. Lấy cái này xong mà dễ xong. Ồ đẹp quá. Ồ dễ xăm đẹp quá kìa. Qua đây bắt đầu ghẻ nè. Ba ghẻ hả ba? Ba ghẻ. Ba ghẻ. Đụng lem á, ra xe ngồi chạy về nhà luôn là đi đường đó, nó bong ra hết gió đó. Con sấy sờ vô chút xíu rồi sấy chút xíu thôi, rồi trên đường về rồi tắm cho từ nửa lầu nó lột cái mày ra luôn. Lâu phai không vậy? Không, về ở nhà là nó rớt ra hết rồi. Dạ vậy hả? Nó không rớt thì phèo hết đó. Dạ. Lâu phai không vậy? Còn lại bao nhiêu vậy? Mấy chục. Còn 80. 40. Dễ à, lần 40. Thôi không mẹ họ mẹ dòm vậy thôi. Nó làm đẹp nè. Đi con đi quần áo đi không
cái là mặt nạ không có xài. Mặt nạ mình không có xài ở nhà, không ở nhà có không có xài. Mẹ không có bao giờ xài hết á. Thôi thôi, trời ơi con nó mới bị lớn rồi mà sao mà nó cứ vô mấy cái shop mà xí xọn này không biết. Đi vô đi vô đi vô. Hơi mệt quá. Không xị quá. Hồi nào lớn thiệt lớn, 18 tuổi mới được. 18 tuổi là thành niên rồi mới được xài mấy cái đó. Vậy là cấp 2, cấp 3 là được không? Cấp 3. Vậy là 10, 11, 12. Vậy là lớp 1 tặng 1 rồi. Túi đeo 150k. Lớp 10 được xài rồi. Cái túi đeo đó gọn rồi. Mua 1 tặng 1. Lớp 10 được xài đi. Khác phải đợi thôi. Mua 1 tặng 1. Coi như 75.000 đấy. No fake, hàng chính hãng. Order từ Mỹ về. Ở nhà ăn uống nè. Sốt chả cá kìa. Là muốn cái gì ăn nè. Ừ. Bây giờ muốn gì ăn nè. Muốn gì cho con mâm nè. Dòm đi. Có sushi kìa. Qua đây dòm nữa nè. Dòm có cái gì ăn được. Trời ơi, sushi khổng lồ này ơi. Sushi khổng lồ kìa. Rồi giờ tính đại ăn gì. Chị ơi, lấy tương cà hay tương ớt chị? Tương cà. Hả? Sushi này không ăn được. Dạ rồi. Ăn cái bánh bự này không? Xúc xích là gì á? Ở trong là xúc xích á. Còn thôi ăn xúc xích không bự. Hết rồi, có hai gian này thôi à. Ở dưới đây là bán mà hết rồi. Em ơi, có hai hàng này thôi. Thôi là mua cái gì con thích này. Ý, nè cái bánh gạo này nữa nè, ăn thử không? Đây nè, bánh kinh. Ờ, Toby cookie gì đó. Cúp cookie nè. Ờ, cúp cookie ăn được không? Không. Ăn chả cá không? Chả cá xíu không? Hả? Trời ơi, cái gì cũng không chịu hết. Ăn hai cái này đi. Hai cái này đúng không? Cái này nè. Một cái này à? Cái này không? Cũng 25 cây hả chị? Cái này là 25 cây hả? Cái này là gì? Xúc xích khoai tây. Ờ, cho cây nữa đi. Ơ à, chị hai cây này hả? Thôi vậy con ăn cây này đi. Cây này nè. Thôi vậy hai cây này. Nó không ăn khoai tây à. Cái xúc xích này đi. Cái bao nhiêu cây vậy chị? 25 ngàn. Hai cây này là con tạm được rồi. 25 ngàn cây, hai cây là 50. Cây này một cây 25 ngàn. Con đi nó có một xíu không? Cắt ra đi chị, cắt ra luôn. Em đi, em một cái này.
cái mà mất tiền đó. Bình giờ nó về nhà sức. Hôm nay nhiều đồ quá, mẹ bỏ bớt cái túi kia lại. 50. Rồi đi kiếm chỗ nào ngồi mâm đi. Cắt cho em đi chị. Pha. Ý ơi, ý. Pha đi coi. Đây xin xa, xin sáu quá kìa. Chanh dây vừa tắt xin xa, xin sáu là é. Không có gì mẹ ăn được hết trơn. Mà mẹ chỉ ăn được mấy cái món ở ngoài đường á thôi. Xôi. Đi ra trước nè. Đi. Anh đã trở lại nha. Khoan nha. Đợi nha. Để mẹ ra đây mẹ mua miếng xôi rồi vô ăn chung cho con. Cái hàng thôi đâu mất tiêu rồi à, như bên đây nữa. Bánh gạo con còn mấy cái trong đó vậy đi? Hai cái. Mẹ có bánh cua xong mang thay cho mẹ. Bánh cua hả? Ừ. Bánh cua hả? Ừ. Con đâu có thấy bánh cua. Nguyên cái bịch bánh là tối qua mẹ mua đó. Xôi đi thang đi. Thang cái bịch bánh mà không hay cũng hay. Ừ. Đồ vừa đầy đủ hả chị? Đầy đủ. Có nước cốt không? Đừng đụng nó. Đi đi trước con không sợ mày nó đau. Đừng đụng nó, đừng đụng nó. Con đâu có đụng nó. Sao con muốn à? Bởi vậy mẹ mới nói là con muốn làm cái gì con phải hỏi, con phải nói mẹ đi cho mẹ làm cho con chịu. Ở trong đây có bán nữa nè. Đây có xôi 20k đây. Xôi nếp than ha. Mình cũng thích ăn xôi nếp than đó. Thấy mấy cái loại xôi đó là chọn xôi nếp than. Ok, mâm ha. Đi chiều giờ cũng đói rồi. Rồi nghe hỏi sáu.
ăn bánh có nghe thôi hỏi sao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.